Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 143. Ở cuối tập trước, sau khi tinh thần lực cường đại trong nháy mắt áp lên, ngay cả Từ Dương cũng bị khí tức băng lãnh này làm chấn động. Tiểu Long Mãn không biết trong linh thuyền xảy ra chuyện gì, nhanh chóng bị linh thuyền uy hiếp cách xa 3 thước. Linh hồn như rơi xuống hầm băng, không dám nhúc nhích, như thể cả thế giới tinh thần bị đắm chìm trong giá lạnh. Hạ thủ lưu tình, người một nhà. Nữ hoàng thu hồi ánh mắt, một lát sau nhìn thấy một tiểu xà cao bằng người, sắc mặt tái nhợt xông vào. Trong khí thế bức tực, tên mù nào không thấy lão tử à? Lời còn chưa nói hết, tiểu xà nhìn thấy nữ hoàng xếp bằng trong linh thuyền, bốn mắt đồng loạt nhướng lên. Đây không phải là nữ hoàng Hàn Nguyệt sao? Lão đại người. Từ Dương cười khẽ, ta cùng nữ hoàng kết bạn đồng hành đi tới Đông Hải cứu mấy người Liên Tuyết và mấy nữ đệ tử của Hàn Nguyệt đế quốc. Lông tơ tiểu xà dựng ngược, không thể nào. Chỉ hai người các ngươi mà muốn đi tìm con ác thú kia. Như thế nào, ngươi cảm thấy hai chúng ta không có tư cách này sao? Không không không, thực lực của lão đại ta đương nhiên biết rõ, nữ hoàng cũng là cường giả trong cường giả. Nhưng dù sao con ác thú kia cũng là linh chủng thời hồng hoang, sợ đối phó không dễ. Hơn nữa ta nghe nói chỗ Đông Hải đó, không phải muốn đến là đến. Từ Dương gật đầu tán thành, ngươi nói rất đúng. Nguyên nhân chính vì vậy nên chúng ta mới kết bạn mà đi. Từ giờ trở đi, nữ hoàng là bạn đồng hành của ta, nhanh trở về, không cho phép quấy rầy người khác. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, tiểu xà bị hắn cưỡng chế trở lại hình dạng ban đầu, nhanh chóng vào bên trong ống tay áo của hắn. Nữ hoàng thấy được chứ? Gương mặt Tuyết Thanh Hàn không có nụ cười, một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng trầm mặc một chút đột nhiên nói, gọi A Tuyết là được rồi, nếu không sẽ không tiện, ta gọi ngươi là A Dương. Được. Từ Dương không phản đối, nhưng nghe âm thanh cười trộm của tiểu xà truyền ra. Mặc dù tên này chỉ truyền âm cho Từ Dương nhưng với tinh thần lực cường đại vốn có của nữ hoàng, sao nàng ta không nghe cho được chứ? Ta nói này lão đại, tiểu tử ngươi thật có diễm phúc. Ta phát hiện bên cạnh ngươi toàn là những mỹ nữ đỉnh cấp. Tuy nữ hoàng này có chút lạnh lùng, nhưng dung mạo phong hoa tuyết nguyệt không kém gì nữ đồ đệ kia của ngươi. Hơn nữa người ta lại là nữ hoàng của Hàn Nguyệt đế quốc, nếu ngươi nắm giữ được nàng, ở Tam Thiên Đạo Châu sẽ hô mưa gọi gió. Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt tuyệt thế của nữ hoàng lại tăng thêm một tầng sương lạnh, khí tức băng lãnh nhanh chóng tràn ngập linh thuyền. Tuy Từ Dương không bị ảnh hưởng nhưng tiểu xà trong ngực hắn khổ không chịu được. Không gian trong linh thuyền như sắp bị đóng băng, nó cũng muốn hóa thành tượng băng. Ta chỉ nói bậy thôi, lão đại, cứu ta. Từ Dương hừ lạnh, ai bảo miệng ngươi nói bậy làm gì, đáng đời, lần này nhận bài học đi. Nữ hoàng uy nghiêm không phải người như ngươi có thể mạo phạm, tinh thần lực của nàng. Ta cũng không phải là đối thủ, tiểu tử ngươi thành thật một chút đi. Nữ hoàng tỷ tỷ, tiểu xà biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta một mạng. Quả nhiên, trong suốt quá trình tiểu xà đều dựa vào tinh thần lực nói chuyện với Từ Dương lại khiến cảm xúc nữ hoàng phát sinh biến hóa. Đủ thấy tinh thần lực của nàng đáng sợ thế nào, Từ Dương và tiểu xà ở trước mặt nàng căn bản không có cơ hội nói thầm. Khí tức xương lạnh nhanh chóng rút đi. Tiểu xà cũng chút được gánh nặng há miệng thở hổn hển, không dám vụng trộm nói thầm về nữ hoàng lời nào. Trong lòng Tuyết Thanh Hàn, tiểu xà lẩm bẩm như vậy lại khiến nội tâm của nàng nổi lên gợn sóng. Thoáng chốc đã 7 ngày trôi qua, trong mấy ngày này, Từ Dương và nữ hoàng ngồi đối diện nhau tu luyện, không nói lời nào. Mãi cho đến một khắc nào đó, sắc mặt Tuyết Thanh Hàn đột nhiên biến đổi. Trong thân thể nàng như có hai luồng khí tức hoàn toàn khác nhau điên cuồng vận chuyển, nhất thời vượt ra khỏi sự khống chế của nàng. Từ Dương không hiểu rõ đối phương nên lúc đầu cũng không để ý. Mãi cho đến khi hắn cảm nhận được nàng ta đang đau đớn, nhanh chóng bay đến trước mặt nàng, chỉ vào mi tâm nữ hoàng. Linh lực ôn hòa theo mi tâm nữ hoàng nhanh chóng tiến vào cơ thể, rất nhanh liền đè nén hai luồng khí tức bá đạo đang va chạm với linh lực bản nguyên. Từ Dương nhìn ra được, dường như nữ hoàng đang tu luyện hai loại công pháp hoàn toàn khác biệt. Nên biết rằng cách làm này của nàng đối với thân thể mà nói gây thương tổn khá lớn. Đa tạ. Chàng nữ hoàng rịn một tầng mồ hôi, trong ánh mắt hiện ra vẻ cảm kích hiếm thấy. Tha thứ ta nói thẳng. Hai luồng khí tức bá đạo trong cơ thể của ngươi tồn tại cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu lực tác động đến kinh mạch của ngươi, ngày càng gia tăng sẽ gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi dù ta không xuất thủ, với thực lực của ngươi cũng có thể áp chế. Nhưng đến ngày nào đó ngươi không thể khống chế, lúc đó thì hậu quả khó mà lường được. Làm sao nữ hoàng không biết tình trạng của nàng chứ? Nhưng nàng đâu có biện pháp gì. Trên thực tế, lý do nàng lựa chọn tu luyện hai loại công pháp cùng lúc
là vì nàng muốn đưa linh lực thuộc tính thuần dương vào trong cơ thể, thay thế thuần dương chân huyết. Từ đó thoát khỏi quy định hoàng tộc nhất mạch Hàn Nguyệt Đế quốc phải dựa vào nam tử cường đại. Thế giới bên ngoài chỉ biết truyền thống hoàng thất Hàn Nguyệt Đế quốc từ đời này truyền lại đời khác chưa từng có ngoại lệ. Đây cũng là nguyên nhân bản thân nữ hoàng có công pháp đặc biệt. Mặc dù Hàn Nguyệt công là công pháp chí âm chí hàn, tất nhiên uy lực cường hoành cực cao, về mặt công pháp thì gần như hoàn mỹ. Nhưng yêu cầu của nó đối với thể lực và tác dụng phụ, đối với kinh mạch nên phải dùng công pháp bản thân để bù đắp. Mà sức mạnh thuần dương muốn hoàn mỹ dung hợp với thể chất, bình thường chỉ có một biện pháp là dung hợp thân thể, đây cũng là biện pháp có hiệu quả tốt nhất. Những năm này nữ hoàng cai quản Hàn Nguyệt Đế quốc, nàng dốc sức tu luyện, đã đưa Hàn Nguyệt Đế quốc vào thời kỳ cường thịnh, thời gian thượng vị không dài. Nhưng nàng có thể sánh vai với những nữ hoàng ưu tú nhất trong lịch sử. Đồng thời, nàng cũng nghĩ biện pháp để công pháp triệt để thoát khỏi việc dựa vào nam nhân. Bởi vậy bản thân đã tiến hành công pháp song tu. Thật ra mà nói, về dũng khí và trí tuệ, Tuyết Thanh Hàn cũng là kỳ nữ hiếm thấy trong thế gian. Nhưng phương thức mạo hiểm như thế đã định trước nàng không thể quay đầu lại. Dù sao Từ Dương cũng là lão quái vật tu luyện 10 vạn năm, nữ hoàng tu hành công pháp thành hay bại hắn liếc qua đã rõ ràng, can thiệp nhiều quá thì có chút thất lễ. Nói qua mấy lời, thấy nữ hoàng chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, hắn cũng không nói gì thêm. Trong 3 ngày kế tiếp, trong lúc vô tình nữ hoàng phát hiện 2 luồng khí tức trong cơ thể, đối đầu gay gắt với linh nguyên đã ít kích động hơn nhiều. Dường như chân khí Từ Dương lưu lại trong cơ thể nàng rất có hiệu quả. Như vậy thể chất và nội tình thâm hậu của Từ Dương chính là chân huyết thuần dương tốt nhất đối với nữ hoàng. Nhưng loại chuyện này nữ hoàng như nàng phải mở miệng thế nào đây? Đến đây thì cũng khép lại tập 143 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.